Hello anh em, hôm nay mình có bài trải nghiệm trích tay cầm mang tên là G6 Pro của thương hiệu Magnite. Và đây là phiên bản Nearling nha. Đây nó ghi chữ Nearling ở đây này. Thì mình cũng đã từng mở hộp và đánh giá một chiếc tay cầm đến từ Beitong có phiên bản Nearling. Thì cái điểm đặc biệt của cái công nghệ Nearling là gì? Đó là nó cho cái kết nối nhanh gấp 6 lần Bluetooth và độ trễ giảm còn 1 phần 30 mili giây anh em ạ. Tại sao đây chỉ là bài trải nghiệm? Bởi vì cái chiếc G6 Pro này mình đã đánh giá rồi nhá. Thì đây là bản thường của nó. Về cơ bản thì bản thường của nó có những gì? Đầu tiên là cái phím cơ thì mình đánh giá khá là ngon nha. Có cả chiếc clock này. Chiếc clock bình thường thì nó như thế này. Còn nếu có anh em gạt đi thì nó sẽ là chiếc clock nhưng mà theo dạng phím cơ nha. Bấm rất là sướng đấy. Cái cần analog của nó thì là Hall effect, D-pad thì cũng là phím cơ. Và khi mà anh em nhận được bản update ý, thì polling rate khi cắm dây lên đến 1000. Còn cái điểm đặc biệt nhất của chiếc tay này đó chính là anh em có thể tháo được cái mặt này ra và anh em swap, hot swap được cái joystick anh em ạ. Nói thật là tôi chỉ thay nó trong đúng cái phần review của con này thôi chứ tôi chưa bao giờ tháo ra một lần nữa, bởi vì cái chiếc này ý, nó dùng ngàm chứ không dùng nam châm. Ví dụ như hãng này có cái con G5 Pro. Đây con G5 Pro này là con tay quốc dân một thời rất nhiều anh em mua. Đấy, còn nó có thể tháo ra bằng nam châm rất là đơn giản. Nhưng mà cái chiếc này thì nó lại dùng bằng ngàm. Phải dùng lực bậy hoặc là anh em dùng với phụ kiện gì đấy. Nói chung là bay hết cả móng tay luôn. Cái hộp của con G6 Pro bản thường này thì mình cất rồi. Mình không tìm lại nữa. Thì trong hộp nó sẽ có cái gắp lên như thế này anh em ạ. Gắp cái module joystick lên. Như là cái gắp nút của bàn phím ấy. Đấy, trong đấy thì nó sẽ có cái đây. Cái module như thế này để anh em thay thế hot swap luôn cái module. Cái thiết kế này và cái tính năng này rất là hay nhá. Để ví dụ anh em bị có thể bị trôi joystick, mặc dù đây là cần Hall effect đấy. Ừ, nhưng mà trong trường hợp nó có thể trôi hoặc hỏng chẳng hạn thì anh em hoàn toàn có thể mua một cái mới và thay vào, thế là không phải đi ra thợ để thay cái joystick khác. Cho nên là cái video này mình sẽ không đi quá sâu vào các chức năng của cái tay này nhá, bởi vì mình đã từng đánh giá rồi. Anh em muốn xem thì vào kênh mình mà tìm. Bây giờ mình mở hộp luôn nhá. Ok. Hộp thì đẹp hơn bản thường đấy. Xung quanh thì không có gì đâu. Mình nhắc lên này. Bên trong là dây cáp sạc. Nói chung là trông cũng bình thường thôi, mình không bỏ ra luôn. Chiếc tay này thì mình quên, mình mượn của bạn Trần Nhật Minh nhá. Bạn ấy mua với giá khoảng 1 triệu 5, 1 triệu 6 gì đấy. Đây là adapter 2.4 của nó này. Các cái núm thay thế này, module để hot swap y như cái bản G6 thường thôi. Cái module này thì nó không có tác dụng gì khác ngoài cái chỉnh cái độ nặng nhẹ của joystick nha anh em. Thì cái sẵn ở trong cái chiếc tay này ấy, thì nó là nặng hơn, còn anh em thay cái này thì nó sẽ nhẹ hơn nhá. Mình bỏ tay ra luôn này. Đây là chiếc tay cầm. Phía dưới này thì nó có cái sách hướng dẫn sử dụng. Còn gì nữa không? Hết rồi anh em ạ. Anh em xem bên ngoài của tay nhá. Đây là so sánh giữa bản thường và bản Nearling này. Bản thường thì bây giờ chắc là nó giảm giá đi rồi. Mình nghĩ là nó rơi khoảng trên 1 triệu thôi. Bản thường trước thì mình mua với giá 1 triệu rưỡi. Nhưng mà bây giờ là bạn ấy mua bản này với giá 1 triệu rưỡi nha. Về nút bấm này, joystick của tay này, hai cái bumper này, chiếc G này là mình thấy không khác cái gì các bạn ạ. Nó chỉ đổi màu thôi, nó sơn màu khác. Chiếc G mình gạt lên nhá. Ok, chiếc G vẫn là click chuột thôi. Bấm rất là sướng nhá. Hai cái nút sau của cái bản thường ấy thì mình rất là ghét, bởi vì nhìn nó trông nó rất là tàu, rất là tởm luôn, mà bản thân nó cũng chính là OEM của các loại tay kia. Mặc dù là nó cao cấp hơn đấy, cái nhựa ở ngoài nó tốt hơn những cái loại tay này. Những loại tay này thì mình cũng đánh giá hết rồi, Ine này, Thunder Robot này, rồi cũng là Magnite nhưng là bản G6 thôi, không phải Pro. Đấy các bạn nhìn đằng sau nó y hệt nhau luôn. Đi đến cái bản này thì màu nó cũng sơn đẹp hơn rồi nên trông nó đỡ tởm anh em ạ. Còn cái việc bấm nó ấy, thì mình vẫn không đánh giá cao nha, bởi vì nó bấm không nảy, bấm nó rất là dính luôn, anh em rất khó để bấm nhanh, thấy không, nó có bị dính dính ấy.
Cái nút bấm của nó thì mình thấy vẫn rất là ngon. Cần analog thì là Hall Effect rồi. Thì có cả vòng chống ma sát và vòng kim loại ở đây. Dây thì siêu mượt luôn. D-pad thì ok. Cũng là phím cơ, ấn được. Và bị một cái là trong hộp là không có cái dụng cụ để gắp cái nút lên, gắp cái joystick lên như này các bạn. Gắp lên như này để mình thay và tháo ra. Cái bản Nearline này đắt hơn, hộp đẹp hơn, to hơn nhưng nó không có. Bản thường thì lại có nhá. Mặc dù là mình cực kỳ không muốn tháo nó ra nhưng mà mình vẫn phải tháo cho các bạn xem. Ui. Bạn Trần Nhật Minh ơi, mình tháo hơi cục một tí bởi vì mình đang hơi bực mình. Đấy. Thì nếu mà bạn cảm thấy khó chịu hay xước của bạn thì mình mua lại luôn nhé. Bởi vì mình thấy nó cũng đẹp đấy. Mua lại luôn và bạn đi mua con mới nha. Ui. Đây các bạn nhìn này. Ở trong cái sách hướng dẫn sử dụng này là của con G6 Pro Nearling luôn đấy. Chứ không phải là cái sách cũ của mình đâu. Thì các bạn thấy nó hướng dẫn tháo ra như thế này nhá. Và các bạn nhìn đây, có cái kẹp này này. Thấy chưa? Mà trong hộp không thấy. Không hiểu là do bạn Trần Đức Minh bạn quên mất không đưa cho mình hay là trong hộp không có. Nhưng mà mình không thấy cái ngăn để đựng cái này nhá. Ok, cuối cùng ra rồi anh em ạ. Đấy, thì nói chung là chiếc tay này nó chỉ sơn lại thôi. Anh em nhìn bên trong nó nhem nhuốc không? Chưa đủ xứng đáng để gọi là chiếc tay cao cấp nha. Đây là bên trong này. Anh em muốn thay được cái lại còn thế nữa. Làm nào để rút ra mà không bay cái này. Ok. Đấy, anh em muốn hot swap cái joystick thì anh em dùng cái này. Dùng cái này nhá. Dùng cái này nó dễ hơn rất nhiều đấy. Anh em có hai cái lẫy màu 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 nhàn nhạt đây này, 1 2. Anh em bẻ nó ra, gắp nó vào là được. Nhưng mà xin phép luôn là trong clip này mình không làm nhá. Bởi vì mình đã từng thử làm cái con này ở trên clip review cũ rồi. Nó cực kỳ là đau khổ và nói chung là khó nhá. Anh em phải nói chung là định hình một cách nó cực kỳ chắc chắn thì nó mới thay được dễ dàng. Đấy, chứ còn trong khuôn khổ cái clip này nếu mà mình làm chắc mình mất thêm nửa tiếng nữa. Mình chỉ cho anh em xem là nó tháo được ra và nó thay được cái module khác vào nhá. Nói chung là làm được chứ không phải là không làm được. Đấy, nhưng mà do mình ngu thôi hoặc là do hãng ngu, một trong hai thằng ngu. Đấy, cái vấn đề quan trọng là trong bản cũ thì nó có cái que này để làm, còn bản này thì là không có. Cái điểm đặc biệt nhất thì mình nói với anh em rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ lắp lại như cũ và mình đưa lên máy tính mình test nha. Ok, mình đã lắp lại cái tay rồi. Lắp lại thì dễ hơn rất nhiều các bạn ạ, bởi vì lắp lại lại thì nó không bị chặt. Về mặt thẩm mỹ thì mình thấy nó có vẻ là đẹp hơn là cái bản màu đen nha các bạn. Nhất là cái mặt sau. Mặt sau thì trông nó đỡ tởm, mặt sau cái này cũng quá tởm. Cái này thì nó đỡ tởm hơn, mặc dù mình thấy nó cũng không đẹp lắm. Nó thì cho hai cái thumbstick để thay thế các bạn ạ, để mình thử xem có khác gì không. Tháo ra thì rất là dễ nhá. Lắp vào thì cũng dễ luôn. Thì cái thumbstick này nó cao hơn một chút các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn so sánh đã thấy nó cao hơn một chút rồi. Nhưng mà nếu mà cho cao hơn một chút này thì chẳng giải quyết cái gì cả. Nên là cao hẳn nhá. Chiếc tay này giống với nhiều chiếc tay tàu khác thì cũng gọi là kết nối đa nền tảng các bạn ạ. Như cái bản thường đây thì là chế độ USB này, Nintendo Switch này, chế độ cắm dây PC này, 2.4G này. À mình xin lỗi, cái đầu này không phải USB mà là chế độ kết nối với điện thoại nhá, Android hoặc iOS. Còn sang tới chiếc này có vẻ là hơi khó nhìn nhưng các bạn cố nhìn nhá. Thì nó cũng là điện thoại này, Nintendo Switch này, PC này và cuối cùng không còn là 2.4 nữa mà là công nghệ Nearline nhá. Đây là 2.4 này. Còn đây là logo của công nghệ Nearline. Mình đã kết nối tay với adapter 2.4 nha các bạn. Thì mình test cái joystick một chút. Chung là mình thấy rất là mượt nhá. Cái zone ở giữa không có, cái zone ở trục thì không thấy, ở ngoài thì khá là tròn. Theo vị euro luôn này. Ok, 0,1%. Ngon nha. Mình test cái D-pad này, bốn hướng này.
Chéo này, chéo, chéo, chéo. Ok, đi bát ngon nha. Nó chưa làm gì mà ấn mà nó đã rung rồi này. Nó... À, chiếc tay này có rung chiếc G nha anh em. Đây thì mình ấn cho anh em nghe này. Thì cái rung của Magnite mình nhớ không nhầm là sẽ ấn Fn cộng tổ hợp hai cái nút này thì nó sẽ chỉnh được rung. Thử xem nào. Ok. Đấy, nó hết rung chiếc G luôn anh em ạ. Hết rung chiếc G rồi. Mà Magnite thì có 3 chế độ rung chiếc G nha anh em. Một là rung theo tay, có nghĩa là anh em ấn cái gì nó cũng rung chiếc G. Hai là rung theo báng, có nghĩa là phần báng này này. Mà phần báng này nó lại rung theo game, cho nên là đấy cũng tính là sẽ rung theo game nha anh em. Ba là tắt đi. Rung theo báng nghĩa là như nào? Có nghĩa là cái báng này nó rung như thế nào ấy thì cái chiếc G nó cũng rung như thế. Mình test cái chiếc G nhá. Chiếc G chỉnh sang dạng digital rồi mà nó vẫn nhận 01. Lắc à? Lắc rồi. Chỉnh sang digital nào. À, đây là analog. Ok, khi mà nó không lag nữa thì nó rất chính xác nha anh em. Cực kỳ chính xác đấy. Đấy, nhưng mà anh em thấy bên kia nó nháy không? Mà mình có làm gì đâu. Phần mềm lag nha. Này, bây giờ nó đã chuyển về analog giúp mình rồi. Đấy, thấy không? Như vậy trời. Có nút turbo đây và có cả macro. Đương nhiên rồi, macro cũng là ghi hình joystick luôn nha. Mình không test nữa. Anh em muốn xem tìm clip này nhá. Bây giờ mình test frame rate của tay qua cái nối 2.4 nhá. Thì đây là công nghệ Nearlink đấy, thì xem nó như thế nào nào. Cũng không có gì bất ngờ bởi vì mình đã test một chiếc tay cầm sử dụng kết nối Nearlink rồi. Anh em nhìn đi, outlier là không có luôn. Min là 0.5, max là 1.5, jitter là 0.03, thế chuẩn luôn. Chuẩn luôn như hãng quảng cáo. Trung bình là 0.5 này, polling rate là 1776 nha anh em. Nói chung là quá bá đạo rồi, nhưng mà chưa bá đạo bằng con bê tông. Con bê tông mắc của nó lên đến 1.900 cơ, con này 1.700. Nhưng mà thật ra là mình nói thế cho vui thôi, chứ còn tay cầm trên tầm 500 hẹp này anh em chả nhận ra được đâu. Nhưng mà con số này thì thôi, công nghệ người ta phát triển thì mình phải đón nhận chứ đúng không? Bây giờ mình sẽ test polling rate thông qua kết nối cắm dây nhá. Mình cắm dây rồi đây. Nói chung là tất nhiên rồi, cắm dây của chiếc này thì không bằng không dây, bởi vì không dây nó dùng Nearlink mà nó đỉnh hơn. Thì anh em có thể thấy là không có outlier, min là 0.5, max là 1, jitter là 0.01. Đấy, trung bình là còn chưa tới 1 cơ. Thì chứng tỏ là nó cũng rất là ngon rồi. Polling rate thì là 1.001 nhá, 1.095. Như này cũng hết bài rồi, chẳng có gì để nói. Chiếc tay thì hoàn toàn có thể kết nối được với Nintendo Switch bằng cách gạt sang chế độ NS thôi. Nhưng mà nó in thế này rất là khó nhìn nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy NS đấy chưa? Bây giờ mình sẽ bật lên nhá, giữ nút home. Ok, nó kết nối rồi đấy, khá là nhanh. Vào đến Nintendo Switch, nếu các bạn không làm gì thì chiếc tay này nó sẽ bị ngược layout nha. Bình thường là layout của Switch, đợi mình chút. Ok, layout của Switch thì nút A nó ở bên phải này nhá, ở trên. Đấy. Còn của PC thì nút A nó sẽ ở dưới. Như mình ấn đây, A, A vẫn là A, B vẫn là B. Như thế là ngược layout nha. Các bạn muốn chuyển đổi layout thì các bạn ấn cái nút Fn này. Đây nút Fn, Fn cộng A. Các bạn giữ Fn cộng A khoảng 3 giây nha. Tay nó sẽ rung một cái là được. Bây giờ là B sẽ là A này, mình đang ấn B này. Còn A sẽ là B. Bây giờ là đúng layout của Switch rồi. Chiếc tay này thì giống với rất nhiều các loại tay khác của hãng Magnite. Đó là các bạn hầu như là không có app ở trên PC nha. Hầu như thôi, có con vẫn có. Thì các bạn phải download cái app Keylinker này. Ở trên iOS hoặc Android có nha. Thì các bạn sẽ đào về, các bạn có thể map nút, mặc dù là tay có thể hoàn toàn map nút ở trên chính cái bản thân cái tay này rồi chứ không cần app. Đấy, nhưng mà các bạn có thể update được phần mềm hoặc là factory reset ở trên đấy nhá. Thì vào đến Nintendo Switch thì tay vẫn đầy đủ tất cả các chức năng thôi, ví dụ như gyro này. Rung thì là rung thường thôi, không phải HD Rumble, nhưng rung của chiếc này rất mạnh nhá. Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh mạnh nhẹ bằng cách giữ cái Fn rồi đi pad up, đi pad down. Đấy. Một cái điểm đặc biệt của nhà Magnite có nghĩa là nó rung rất là mạnh các bạn ạ. Nó rung mà chưa một cái hãng tay cầm nào mình thấy nó làm chiếc tay mà nó rung mạnh như thế này. Bây giờ mình sẽ cho nó rung và chỉ rung ở báng thôi nhá. Chiếc G thì mình tắt rồi. Các bạn nhìn này.
khủng khiếp không? Quá khủng khiếp luôn chứ không phải là khủng khiếp nữa. Cái zoom của nhà Mark 9 này nó là tầm lặng luôn. Bây giờ mình thử bật cả zoom chữ G lên xem thế nào. Các bạn nghe tiếng zoom chữ G này. Bây giờ mình test zoom nhá. Nó còn tởm hơn cả lúc nãy. Zoom của nhà Mark 9 này khủng khiếp lắm các bạn ạ. Ok, sau khi mở hộp và trải nghiệm chiếc tay này, thật ra là mình đã dùng chiếc tay này từ lâu rồi. Nó chỉ khác đúng cái, thứ nhất là màu nó khác, thứ hai là nó có công nghệ Nearlink cho cái kết nối nó khủng khiếp hơn thôi. Còn lại, tất cả là y hệt nhau nha các bạn, từ rung đến nút bấm đến độ hoàn thiện y hệt nhau. Thì với 1 triệu năm có đáng mua hay là không? Thì đối với cá nhân mình thì là có, bởi vì cái bản thường này 1 triệu năm mình còn mua nữa là cái bản Nearlink. Nhưng mà đấy là với cá nhân mình thôi các bạn nhé. Còn các bạn thì tùy các bạn quyết. Tiền ở trong túi các bạn chứ trong túi mình đâu. Đây, cái joystick của nó thì về mặt vật lý thì nhá, thì dê cực kỳ mượt và mình test ở trên Gamepad Tester thì nó rất là chính xác đấy. Ngoài ra thì anh em có hai núm thay thế cộng với là hai cái module joystick để thay thế nữa nha. Thì anh em nói chung là không sợ bị trôi cần, mà bản thân cái Hone Effect thì nó đã khó để mà trôi rồi. Mà trong cái hộp ấy thì nó chỉ có cho thêm một bộ nữa thôi. Còn nếu anh em muốn ý, thì hãng người ta bán 4 bộ cơ, có nghĩa là 4 cái độ nặng khác nhau. Nhưng mà thực sự thì mình không có nhu cầu mua thêm. Còn về nút bấm của tay thì là ngon nha. Nút bấm cơ của tay ngon đấy. Đấy, hai cái bumper này ngon này. Build ổn. Hai cái chiếc G này cũng rất là ngon luôn. Kể cả các bạn để bình thường thì nó có độ sâu vừa phải và độ nặng thì cũng hợp lý. Khi các bạn gạt cái chiếc clock này thì còn tuyệt vời hơn nữa. Đấy, nhưng mà cái phần mềm thì nó hơi lag một tí thôi. Sau khi mà anh em ví dụ đang ở chế độ analog này, anh em gạt chiếc G ấy, thì chắc là nó phải mất khoảng 15-20 giây thì nó mới nhận được là anh em vừa mới gạt sang, thì nó mới trở về chế độ analog hoặc là digital. Chiếc tay này là form Xbox mà, nên cầm mình cảm thấy rất là thoải mái. Cái D-pad thì cũng rất là chính xác và bấm thì cũng tương đối là sướng. Có hai cái nút sau thì là tệ thôi nha các bạn. Hai nút sau này mình không thích một tí nào, từ hình dáng cho đến cách bấm và cái độ phản hồi của nó kém. Cái việc nó hot swap được cái joystick này là rất là đáng khen nha. Mình nghĩ là nhiều hãng cũng nên học tập cái này, thì để cho người dùng ấy, nếu mà hỏng ấy, tự thay một cách rất là dễ dàng luôn. Mà mình thấy cái công năng của nó khi dùng cái module này ấy, nó cũng không kém gì các cái joystick bình thường, mà các cái joystick mà các bạn phải hàn nó vào mạch ấy, thì cái này mình thấy cũng thế thôi. Mình thấy cũng chính xác và cho cái polling rate khi sử dụng vẫn ngon mà. Nói chung là chẳng cần đến Hone Effect. Mình chỉ mong là Sony hay Xbox hay Nintendo mà làm, kể cả cần ALPS cũng được, mà thay thế được như thế này thì anh em dùng rất là yên tâm. Mặc dù thì về mặt thực tế thì cái bọn DualSense nó cũng đã làm rồi, có thể hot swap được cái joystick nha. Đấy, nhưng mà nó cháy hàng liên tục à. Bây giờ muốn mua được đắt quá. Một cái bên joystick này bây giờ mua khoảng 800 anh em ạ. Thay hai bên là bằng một con DualSense bản thường luôn. Hai bên là 1 triệu 6 đấy. Mà đánh giá của mình đến đây là hết rồi. Anh em nghĩ sao về chiếc tay cầm này? Mình thì thấy đây là một chiếc tay gọi là tương đối ngon, trừ cái mặt sau. Anh em nghĩ sao về chiếc tay cầm này? Anh em cho mình biết ở dưới phần comment nhé. Cảm ơn anh em đã xem video.